Là một reviewer có tâm, chúng ta không chỉ nhắc đến ưu điểm của sạc mắt xếp như sạc mắt xếp đối với điện thoại chúng ta như một con nghiện vậy, hít là dính. Hai, nhẹ nhàng, gọn gàng, lẹ làng, bỏ vô túi đem đi đâu bất kỳ nơi nào mà chúng ta muốn, không cần dây nhợ rườm ra. Cho sạc ké cho coi. Có đem dây không? Không. Không có dây thôi, khỏi ké. Sạc dây không có cần dây. Đỡ ké. Còn khuyết điểm là ở đây nè. Một, bất tiện. Mấy chị em ngựa giống tôi xài ốp lưng như vậy, mỗi lần sạc tốn hết 10 phút điểm mở cái ốp lưng ra nè. Mấy anh em mà xài ốp lưng trong như thế này á, để luôn sạc á thì chịu khó nóng máy một chút nha. Nhưng mà cách tốt nhất á thì mình nên mở ốp lưng ra. Mà mở ốp lưng ra thì phiền ghê á. Muốn không phiền á, vậy thôi mình xài dây đi. Nếu mà xài dây thì mua sạc mắt xếp chi ta? Hả? Ê, sạc ké cho coi. Có đem dây không? Có chứ, dây đây. Nhưng mà tao đang sạc. Thì mày sạc cái đó đi, tao sạc dây. Được mà, dễ ké. Dễ ké. Đó, ai mà muốn tôi có tâm tiếp tục á thì comment bên dưới đi để tôi xin ra những video giống như vậy nha. Mọi người ơi, đồ ngon nha.